quý vị, hôm nay ngày 6 tháng 3, Ukraine tiết lộ nước này đã có thêm nhiều vũ khí đặc biệt mới. Các lực lượng vũ trang Ukraine vừa đăng tải một video trên Twitter cho thấy nước này mới có thêm máy bay không người lái giúp theo dõi về giao chiến với các phương tiện quân sự của Nga. Máy bay không người lái mà Ukraine mới sở hữu có tên gọi là Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Được biết, Bayraktar đã phá hủy ít nhất 32 phương tiện trong cuộc xung đột hiện nay. Máy bay không người lái này nhẹ hơn nhiều so với MQ-9 Reaper của Mỹ. Bayraktar được mô tả là máy bay không người lái tầm xa, độ cao trung bình, có thể bay lượn trong 24 giờ ở độ cao đến hơn 7.500 mét. Ukraine vận hành khoảng 20 máy bay loại này và đang yêu cầu gửi thêm. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể là một công cụ đắc lực cho Ukraine. Các đoạn video đăng trên Twitter cho thấy hình ảnh hồng ngoại về các phương tiện chiến đấu của Nga bị nhắm mục tiêu và tấn công. Không rõ loại đạn được sử dụng, nhưng Bayraktar hoạt động với máy đo khoảng cách và khả năng xác định mục tiêu bằng laser. Thành công của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của hệ thống phòng không Nga. Nga được cho là đang vận hành một số lượng lớn hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 di động và một số hệ thống phòng không tầm ngắn khác. Tuy nhiên, Nga có thể không đủ hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các đoàn xe và việc chuyển quân. Máy bay không người lái của Ukraine cũng có thể đã thoát khỏi hệ thống phòng không của Nga.